cần cho thuê căn nhà 1/2 lầu, gồm có 3 phòng ngủ, 3 toilet, diện tích ngang năm dài 10 mét. Nhà mới đẹp gần đường Hiệp Bình, khu dân cư Hồng Long, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Nhà gần trường học có cấp từ mẫu giáo đến đại học. Đường xe hơi rộng rãi, khu dân trí cao, ngân hàng, trung tâm Anh ngữ đông đúc. Cho thuê dài hạn, giá 14 triệu mỗi tháng. Thanh toán 1 tháng tiền nhà và đặt cọc 2 tháng. Quý khách hàng đang cần tìm thuê nhà ở khu vực này, vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình để được hỗ trợ xem nhà anh chị nhé. Cần cho thuê căn nhà 1/2 lầu, gồm có 3 phòng ngủ, 3 toilet, diện tích ngang năm dài 10 mét. Nhà mới đẹp gần đường Hiệp Bình, khu dân cư Hồng Long, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Nhà gần trường học có cấp từ mẫu giáo đến đại học. Đường xe hơi rộng rãi, khu dân trí cao, ngân hàng, trung tâm Anh ngữ đông đúc. Cho thuê dài hạn, giá 14 triệu mỗi tháng. Thanh toán 1 tháng tiền nhà và đặt cọc 2 tháng. Quý khách hàng đang cần tìm thuê nhà ở khu vực này, vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình để được hỗ trợ xem nhà anh chị nhé.